thấy mấy đồ chai này hấp dẫn à. Bánh chiên rồi, quay rồi. Cái này kêu cái gì ta? Bánh bánh phồng hả? À? Bánh phồng chay hả? Bánh này bánh phồng mì hay bánh gì? Bánh mì hả? Cái này mè. Bánh phồng có mè hả? Bánh tráng. Bánh tráng phồng hả? Giống như bánh đa hả? Giống như bánh đa à. Đồ hấp dẫn quá. Làm hai cây này ăn chắc cũng mấy ngày. Nhiều người. Đông người ăn đúng không cô? Cái này mắm Thái hả? Cái này mắm đậu hả? Mắm đậu. Này mấy mắm Thái nè. Thôi đâu. Này mắm Thái hả? À. Này mắm Thái nhìn hấp dẫn mà. Giang đậu phộng ăn luôn hả? Thì đậu phộng chọn vô mắm Thái ăn cũng được mà. Này cá chiên. Lấy rồi thôi, khỏi giảm, khỏi ghi cho mắt cao mày. Thì lấy bộ bạch đi, tính tiền luôn, khỏi ấy. Con lành. Cái nhìn heo quay hấp dẫn không? Quá hấp dẫn. Nó làm này chắc cũng kỳ công luôn. Đúng rồi. Làm cũng đã đời luôn á. Rồi bánh chiên hay quá, chiên giòn cụm luôn à. Chiên giòn cụm à. Quá ngon. Đây là chuẩn bị chiên nè. Chưa chiên, cái này để sẵn chưa chiên. Này để sẵn chưa chiên. Đây khẩu qua chay luộc sẵn. Nhìn hấp dẫn không? Này cái quán hủ tiếu chay và bán đồ chay của bà chị mình nha. Ở dốc cầu Chợ Đào. Con thấy nhiều lắm. Con thấy nhiều lắm. Em về cái mình à. Dạ đi lên, một cây thôi. Giờ ngồi chờ bà nấu hủ tiếu ăn. Rau cũng hấp dẫn lắm. Rau sống hấp dẫn lắm. Đây bỏ gần chợ, gần đường đi nên họ bỏ bình đi đông rồi nè. Còn em nếm. Chị Lâm lấy cái bình trắng đựng gì Lâm? Chuẩn bị chiến rồi. Bình trắng em lấy gì Lâm? 30 15 ngàn miếng. Sau một hồi chờ đợi đã có hủ tiếu rồi. Mình cũng hấp dẫn lắm. Đây là rau sống. Đó. Nó cắt rau má nè, rau má ăn cho nó mát. Thôi vô. Còn bà rau má sao chị chưa đặc biệt vậy? Dạ dạ dạ. Không sao, vậy là ăn ngon rồi. Chị nhớ trụng cho em hai bịch nó lát em về nha. Ăn đi, ăn đi, đừng em về. Rồi. Mùng 1 chẳng bán. Nói chung là bán qua năm luôn. Rau sống hấp dẫn. Giờ sau một hồi đã có tủ tiếu rồi nha. Rồi mời mọi người dùng tủ tiếu hấp dẫn nha. Rồi mời cả nhà dùng nha. Bye bye, hẹn gặp lại video tiếp theo.